Okay, welcome to US Grab Channel. Bài học này chúng ta sẽ nói về cái graphing systems or equations, là vẽ đồ thị của hệ phương trình. Như thường lệ thì ở đây chúng ta cũng sẽ có hai cái mục tiêu của cái bài toán. Cái mục tiêu thứ nhất thì chúng ta sẽ có determine whether a system of linear equation has zero ones or infinitely many solutions. Chúng ta xác định điều xem cái hệ phương trình tuyến tính chúng ta là không có nghiệm, có một nghiệm hay là có vô số nghiệm. Cái mục tiêu thứ hai là solve system of equations by graphing, là giải cái hệ phương trình bằng phương pháp đồ thị. Và cũng xin nhắc lại là trong suốt cái bài học ở đây thì chúng ta sẽ, khi người ta nói là system of equations thì chúng ta sẽ hiểu đó là system of linear equations. Đó là chúng ta đang nói về các phương trình ta đều là tuyến tính hết. How can you use a graph to compare a sale to products? Là chúng ta có thể sử dụng cái đồ thị để so sánh cái doanh số bán của hai sản phẩm như thế nào. During 1980s, sale of cassette singles decreased and sale of CD singles increased. Trong cái suốt cái thập niên 90 thì cái doanh số bán của băng đĩa cassette chúng ta là giảm và cái doanh số bán của đĩa CD chúng ta là tăng. Assume that the sale of the singles are linear functions. Giả sử như doanh số bán của các băng đĩa và CD đấy chúng ta là một cái hàm tuyến tính. If X represents the years in 1991 and Y represents the sale in millions of dollars, the following equations represent the sales of the singles. Nếu chúng ta gọi X là cái năm, là các năm kể từ năm 1991, và Y là biểu diễn cho cái doanh số bán được tính bằng triệu đô la, thì các phương trình sau đây nó sẽ biểu diễn cho cái doanh số bán của những cái băng đĩa này. Thì ở đây thì người ta sẽ có cái phương trình tương tính của cái đĩa của cái băng cassette chúng ta là Y bằng 69 trừ cho 6.9x, và cái phương trình cho cái đĩa CD chúng ta là Y nó bằng 5.7 cộng cho 6.3x. Rồi trong đó chúng ta biết X chúng ta là tính theo năm kể từ năm 91, và Y chúng ta đó là cái doanh số bán tính bằng triệu đô la. These equations are graphed at the right. Tức là những cái phương trình này thì người ta vẽ đồ thị nó ở phía bên tay phải. Thì ở đây thì chúng ta thấy cái đồ thị, nhìn cái đồ thị phía bên tay phải thì chúng ta sẽ thấy cái đường màu xanh chúng ta đấy, nó là cái đường đại diện cho cái doanh số bán của cái băng cassette, và cái đường màu đỏ chúng ta là nó đại diện cho cái doanh số bán của đĩa CD. Thì rõ ràng là chúng ta thấy cái hệ số gốc của cái doanh số bán của cassette, băng cassette chúng ta là cái hệ số gốc nó là âm, do đó cái đường chúng ta sẽ là đi xuống. Và đương nhiên là chúng ta thấy cái đường màu đỏ chúng ta là cái doanh số bán của cái đĩa CD chúng ta có cái hệ số gốc chúng ta là cái số dương, là 6.3 đây. Do đó cái đường nó sẽ đi lên, tức là nó sẽ tăng. Và hai cái đường này nó sẽ giao nhau tại một cái điểm. Thì chúng ta gọi là sales of cassette single equal sales of CD singles. Thì điều này có nghĩa là cái điểm đó là đại diện cho cái doanh số bán của cái đĩa cassette, của cái đĩa CD và cái băng cassette chúng ta sẽ bằng nhau. Tức là tại thời điểm đó thì cái doanh số bán này nó sẽ bằng nhau. The point at which the two graphs intersect represent the times when the sales of cassette single equals the sales of CD singles. Cái điểm mà tại đó hai cái đồ thị chúng ta là giao nhau thì nó biểu diễn tại cái thời điểm đó là khi mà cái doanh số bán của băng cassette chúng ta bằng với cái doanh số bán của đĩa CD. The other pairs of this point is the solution of both equations. Cái cặp thứ tự của cái điểm này là cái nghiệm của cả hai phương trình. Ok.
chúng ta xem phần bên dưới number of solutions, tức là số nghiệm. Two equations such that y equals 69 minus 6.9 of x and y equals 5.7 plus 6.3 of x together are called a system of equations. Cái hai cái phương trình là y bằng 69 trừ cho 9 chấm x và cái y bằng 5.7 cộng 6.3x, mà khi mà chúng ta kết hợp cùng lại với nhau đó thì nó được gọi là cái hệ phương trình. A solution of a system of equations is the order pair of number that satisfy both equations. Nghiệm của cái hệ phương trình là một cái cặp thứ tự, tức là một cặp số thứ tự mà nó thỏa mãn cả hai cái phương trình. A system of two linear equations can have 0, 1, or an infinite number of solutions. Cái hệ của hai cái phương trình này có thể là không có nghiệm, hoặc có một nghiệm, hay là có vô số nghiệm. Ở đây chúng ta chú ý tới cái chỗ 0, 1, nhưng mà nó không có hai nha. 0, 1 hoặc là nó không có nghiệm, có một nghiệm hoặc là có vô số nghiệm. Thế là nhớ là cái hệ phương trình tương tính chúng ta có một, có không có nghiệm hoặc có một nghiệm. Nếu mà không nữa thì chúng ta sẽ có vô số nghiệm. If the graph intersects or coincides, the system of equations is said to be the consistent. Nếu mà đồ thị, các đồ thị này nó giao nhau hay là nó trùng nhau, coincide ta là trùng nhau, thì cái hệ phương trình này được gọi là consistent, ta là có nghiệm. That is, it has at least one other pair that satisfy both equations. Điều đó có nghĩa là nó có ít nhất là một nghiệm, nó có ít nhất là một cái cặp nghiệm đó mà nó thỏa mãn được cả hai phương trình. Rồi ta đọc cái phần thứ hai. If the graphs are parallel, the system of equation is said to be inconsistent. Nếu như trường hợp cái đồ thị, các đồ thị của các phương trình này mà nó song song với nhau, thì cái hệ phương trình chúng ta sẽ được là, gọi là cái inconsistent, có nghĩa là không có nghiệm, tức là vô nghiệm. There are two other pairs that satisfy both equations. Điều này có nghĩa là nó không có cái cặp nào, cặp thứ tự nào mà nó thỏa mãn cho cả hai cái phương trình. Consistent equation can be independent or dependent. Có nghiệm, cái phương trình có nghiệm có thể là độc lập hay là phụ thuộc. Tức là các phương trình chúng ta có thể là độc lập hay là phụ thuộc. If a system has exactly one solution, it is independent. Nếu như trường hợp mà cái hệ phương trình chúng ta có chính xác là một nghiệm, thì cái hệ này được gọi là hệ độc lập. Nhớ là ở đây chúng ta nhớ là độc lập, nó tắt là nó là độc lập tuyến tính ấy. Tại vì cái phương trình chúng ta đều là cái linear hết. Thì do đó chúng ta gọi nó là cái độc lập. If the system has an infinite number of solutions, it's independent. Và nếu như cái hệ phương trình chúng ta có vô số nghiệm, thì nó sẽ được gọi là cái hệ phụ thuộc. Như vậy thì chúng ta có hai cái khái niệm. Chúng ta nhớ là khi mà phương trình chúng ta có nghiệm á, thì nó có chỉ có một nghiệm thôi, thì hai cái phương trình chúng ta sẽ được gọi là độc lập tuyến tính. Còn nếu như trường hợp nó có vô số nghiệm, có nghĩa là hai cái phương trình chúng ta nó sẽ trùng nhau, nó là coincide, thì nó gọi là nó có vô số nghiệm. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ gọi nó là cái dependent, tức là nó là phụ thuộc tuyến tính. Chúng ta sẽ có cái phần cái summary ở bên dưới. Thì cái summary bên dưới chúng ta sẽ có là cái tóm tắt của cái hệ phương trình chúng ta đấy. Thứ nhất là chúng ta nói về cái hệ phương trình, tức là đồ thị của cái hệ phương trình. Thì trong cái đồ thị của hệ phương trình thì chúng ta có chia nó ra làm 3 phần, hoặc là nó sẽ là intersecting line, tức là cái hệ chúng ta sẽ là nó cắt nhau. Và nó cắt nhau là số nghiệm là bao nhiêu, nó number of solution đó. Thì ở đây ta có là exactly one solution, tức là chỉ có duy nhất nghiệm thôi.
Thì cái terminology, tức là cái thuật ngữ, người ta sử dụng cái thuật ngữ ở đây là consistent, có là có nghiệm. Và cái hệ này là cái hệ independent, tức là cái hệ chúng ta sẽ là độc lập. Tức là hai cái phương trình chúng ta sẽ là độc lập. Chúng ta xem cái cột thứ hai, chúng ta nói về cái stem line. Cái stem line này có nghĩa là nó có cùng một cái đường thẳng. Hay nói cách khác là cái phương trình chúng ta là nó trùng nhau, nó là cái coincide, tức là nó trùng với nhau. Thì lúc bây giờ cái số hệ chúng ta đó nó sẽ có là infinitely many many solution đó. Thì chúng ta sẽ có vô số nghiệm, và cái thuật ngữ chúng ta gọi là consistent and dependent, tức là có nghiệm và phụ thuộc, tức là nó sẽ là phụ thuộc tương tính, tức là cái hai phương trình chúng ta sẽ phụ thuộc. Trường hợp thứ ba chúng ta nói về cái parallelize, tức là hai cái đường thẳng song song. Nó song song thì nó không cắt nhau tại điểm nào thì chúng ta sẽ nói nó là vô nghiệm, tức là no solution, nó không có nghiệm. Và cái thuật ngữ chúng ta sử dụng ở đây là inconsistent, tức là vô nghiệm. Nha, cái thuật ngữ ở đây chúng ta gọi là inconsistent. Rồi, như vậy thì tóm lại thì chúng ta nhớ là chúng ta có cái ba cái trường hợp xảy ra. Nó cắt nhau tại một điểm thì chúng ta sẽ gọi nó là có nghiệm, và hai cái phương trình chúng ta sẽ là độc lập. Independence nghĩa là độc lập tương tính ấy. Và nếu như trường hợp nó là hai cái đường thẳng mà nó trùng lên với nhau, ta hay thường gọi là nó the same line, thì lúc bây giờ chúng ta gọi là infinitely many solution, có nghĩa là nó sẽ có vô số nghiệm. Và cái thuật ngữ chúng ta sử dụng đây là consistent and dependent, tức là nó là có nghiệm và phụ thuộc tuyến tính. Còn trường hợp thứ ba là cái parallelize, tức là hai cái phương trình chúng ta song song với nhau, tức là nó có cùng cái hệ số gốc ha. Có cùng hệ số gốc thì nó không có điểm chung, mà không có điểm chung thì chúng ta sẽ gọi là no solution, hay còn gọi là vô nghiệm. Mà theo cái thuật ngữ đấy thì chúng ta sẽ gọi nó là inconsistent, tức là nó không, nó là vô nghiệm. Terminology chúng ta là cái thuật ngữ nha. Terminology. Rồi chúng ta xem cái ví dụ thứ nhất. Cái example 1, number solutions. Tức là chúng ta xác định xem cái số nghiệm nó là bao nhiêu. Use the graph at the right to determine whether a system has no solution, one solution, or infinitely many solutions. Chúng ta sử dụng cái đồ thị ở phía bên tay phải để xác định liệu xem cái hệ, cái mỗi cái hệ chúng ta đó là nó có không có nghiệm, hay là có một nghiệm, hoặc là nó sẽ có vô số nghiệm. Thì chúng ta xem cái ví dụ A trước. Tức là cái ví dụ A đây, chúng ta có cái phương trình chúng ta là y bằng trừ x cộng 5. Ở đây chúng ta xác định đây là cái y trừ x cộng 5, chúng ta là đường này, đây y trừ x cộng 5 đây. Tức là chúng ta có một cái đường. Và cái đường thứ hai chúng ta là y bằng x trừ 3. Đây là cái y bằng x trừ 3 đây. Ok, hai cái đường này nó giao nhau tại một điểm đây. Như vậy thì chúng ta sẽ kết luận đó là nó có một nghiệm. Since the graph of y equals negative x plus 5 and y equals x minus 3 intersect, tức là hai cái đường này, hai cái đồ thị của đường này nó sẽ là cắt nhau. There is one solution, cho đó nó chỉ có một nghiệm thôi, nó cắt nhau thì nó có một nghiệm. Rồi chúng ta xem cái ví dụ B. Vì ở đây thì chúng ta có y bằng trừ x cộng 5. Trừ x cộng 5 nó vẫn là xài cái đường này. Đây, y bằng trừ x cộng 5 đây. Và cái đường thứ hai là 2y, 2x cộng 2y bằng trừ 8. 2x cộng 2y bằng trừ 8 là chúng ta có đây, đường này. Thì rõ ràng là chúng ta thấy là hai cái đường này thì như thế nào? Thì cái đường này chúng ta có thể là đơn giản nó đi, thì chúng ta sẽ còn lại là cái đây, nó chính là x nè, chia chia cho 2 ha, cộng cho y nè, nó sẽ bằng trừ 4. Đó nè. Như vậy thì chúng ta thấy là viết theo cái dạng của intercept đó, thì chúng ta sẽ slope của intercept thì chúng ta có y nó sẽ bằng là trừ x cộng 4, trừ x nè, trừ 4. Như vậy thì chúng ta thấy hai cái hệ số gốc nó là bằng nhau, thì là đều là bậc trừ 1 hết. Nhưng mà cái quan intercept chúng ta khác nhau, một cái bằng cộng 5 và một cái bằng trừ 4. Và chúng ta thấy rõ ràng là hai cái đường này nó là có cùng hệ số gốc nhưng mà khác cái quan intercept. Do đó nó hai cái đường này nó song song.
và hai đường song song, do đó nó sẽ không có nghiệm, đó là no solution đấy. Ta đọc bên dưới là see the graphs of y equals negative x plus 5 and 2x plus 2y equals negative h are parallel, tức là nó song song ha, hai đường này song song. There are no solution, do đó nó không có nghiệm. Rồi chúng ta xem cái ví dụ C là 2x cộng 2y đó bằng là trừ 8. Hồi nãy thì chúng ta viết lại cái thằng này, cái phương trình phía trên ấy, thì chúng ta viết lại nó sẽ là y bằng trừ x nè cộng trừ cho 4. Như vậy thì hai cái này nó sẽ trùng nhau, tức là cái phương trình thứ nhất và phương trình thứ hai nó sẽ trùng với nhau. Như vậy thì nó sẽ có vô số nghiệm. Since the graph of 2x plus 2y equals negative a and y equals negative x minus 4 coincide, tức là nó trùng nhau. There are infinitely many solutions, do đó nó sẽ có vô số nghiệm. Ok. So by graphing, tức là chúng ta giải cái hệ phương trình bằng cái phương pháp đồ thị. One method of solving system equations is to carefully graph the equations on the same coordinate plane. Một cái phương pháp để giải cái hệ phương trình là cẩn thận vẽ đồ thị một cách cẩn thận ha. Vẽ đồ thị của phương trình cẩn thận trên cùng một cái mặt phẳng tọa độ. Rồi chúng ta xem cái ví dụ thứ hai. Graph each system equation. Chúng ta vẽ đồ thị của mỗi hệ phương trình. Then determine whether the system has no solution, one solution, or infinitely many solutions. Rồi chúng ta xác định liệu xem cái hệ này nó có không có nghiệm, hay là có một nghiệm, hoặc là nó có vô số nghiệm. If the system has one solution, name it. Nếu như trường hợp mà cái hệ này nó có một nghiệm thì hãy chỉ cái nghiệm đó ra, tức là đặt tên, name it, chúng ta dịch nó là chỉ nó ra. Rồi chúng ta xem cái ví dụ A. Chúng ta có hai cái phương trình lập thành một cái hệ đó là y bằng trừ x cộng 8 và một cái nó là y bằng 4x trừ cho 7. Thì chúng ta nhìn qua cái đồ thị phía bên tay phải chúng ta. Thì rõ ràng là khi mà ta vẽ đồ thị nó trên cái mặt phẳng tọa độ thì chúng ta thấy nó giao nhau tại cái điểm. Ở đây là cái điểm ta là 3, 5. Chúng ta thấy nó giao nhau tại cái điểm 3, 5. Và nhớ là nó giao nhau tại một điểm thôi, thì chúng ta sẽ nói là nó có một nghiệm. Rồi, the graphs appear to intersect at the point with coordinates 3, 5. Thì ta nói là các đồ thị này có vẻ như nó cắt nhau tại một cái điểm có tọa độ là 3, 5. Tại sao người ta dùng cái chữ có vẻ? Tại vì vấn đề là chúng ta vẽ nó ở trên cái mặt phẳng tọa độ đấy. Thì chúng ta chưa biết nó là nó có chính xác hay không, tức là bằng mắt thường thì chúng ta thấy nó giao nhau tại điểm 3, 5. Thì chúng ta sẽ có phương pháp để chúng ta kiểm tra nó lại là bằng cách là check this estimate by replacing x with 3 and y with 5 in its equation. Là chúng ta kiểm tra cái ước lượng này bằng cách là thay thế x bằng 3 và y bằng 5 vào trong cái mỗi phương trình. Nếu như trường hợp ta check nó đúng á, thì chúng ta sẽ kết luận nó là nghiệm. Ở đây chúng ta check cái phương trình đầu tiên nè, thì ta thấy rõ ràng là cái phát biểu này là đúng, tức là 5 is called 5. Và trường hợp cái phương trình thứ hai thì ta xác định nó cũng là cái phương trình đúng. Như vậy thì ta nói the solution is 3, 5, tức là nó là of the other pair of 3 and 5, tức là cái nghiệm của nó là 3, 5 là đúng. Nhớ là cái phương pháp đồ thị thì chúng ta sẽ làm bằng cách như thế. Rồi chúng ta xem cái ví dụ B nè. Thì ở đây thì chúng ta thấy nó cũng có hai cái phương trình, nó tạo thành ra một cái hệ là x cộng cho y bằng 5 và 2x cộng 4y nó bằng 2. Thì ta phải vẽ cái đồ thị này qua phía bên tay phải thì chúng ta thấy hai cái đồ thị này ta vẽ đây. Nếu như trường hợp ta vẽ cái đồ thị này thì ta có thể nó đưa về cái dạng là slope qua intercept đó. Thì cái trường hợp cái phương trình thứ nhất thì chúng ta sẽ đưa nó ra là y nó sẽ bằng là trừ x trừ 2 ha.
cộng cho 5 phần 2. Trường hợp của cái phương trình thứ hai thì chúng ta sẽ có là y, ta đơn giản cho 2 trước thì ta chuyển qua đây là trừ x sinh 2 nè. Đó là rồi cộng cho 4 trên 2. Xin lỗi, cái ở đây nó là chia cho 2 nó còn 1 thì nó sẽ là cộng cho 1 phần 2. Thì rõ ràng là chúng ta thấy ở đây nó có cùng cái slope, tức là nó cùng hệ số gốc là trừ 1 phần 2, nhưng mà nó lại khác cái quan từ xét, một cái là 5 phần 2, cái là 1 phần 2. Do đó thì chúng ta xác định ngay là hai cái phương trình này nó là song song này, nó là parallel. The graphs of the equations are parallel. Ta thấy nó là parallelized. Thì đồ thị của các phương trình này là các đường thẳng. Since they do not intersect, there are no solution to this system or equations. Vì chúng nó không, vì hai cái đường thẳng này nó không giao nhau, tức là nó không cắt nhau nữa, thì do đó nó sẽ không có nghiệm. Nên cái hệ thống này, cái hệ phương trình này nó không có nghiệm. Not that just the line have the same slope but different y-intercepts. Chú ý rằng cái đường thẳng này nó có cùng cái hệ số gốc nhưng mà nó khác cái tung độ gốc. Recall that a system of equations that has no solution is said to be inconsistent. Nhớ lại rằng cái hệ phương trình mà nó không có nghiệm thì người ta gọi nó là inconsistent, tức là vô nghiệm. Ok. Rồi chúng ta xem cái ví dụ thứ ba. Example 3. Write to install a system of equations. Chúng ta viết và giải cái hệ phương trình. World records. Đây là cái kỷ lục thế giới. Use the information on guide dashed screen to add the left. Chúng ta sử dụng cái thông tin của cái đường bơi, cái đường bơi của guide dashed ở phần phía bên tay trái. Chúng ta nhìn cái phía bên tay trái xem. The world records, đó là cái kỷ lục thế giới. In 1994, guide dashed won 2,100 miles across Atlantic Ocean from Casper to Barbados. Vào năm 1994, Guy Delis đã bơi 2.400 dặm xuyên đại tây dương từ cái mũi Vert tới Barbados. Every day he would swim away and stretch while flutter with the current on a huge craft. Mỗi ngày anh ta bơi một lúc rồi sau đó nghỉ, trong khi thả, tức là thả trôi, thả bình bồng trên một cái theo dòng, đã thả trôi theo dòng trên một cái bè lớn. He averaged 44 miles per day. Anh ta đi trung bình là 44 dặm trong một ngày. Như vậy thì ta sẽ có cái lấy cái thông tin là 44 dặm trên ngày, tức là mỗi trung bình là anh ta đi được là 44 dặm trên một ngày. Cho một ngày thì trong đó vừa bơi và vừa vừa thả theo dòng ha, tức là trong đó là swimming là tự ta bơi và floating là thả trôi theo bè. Rồi ta có cái thông tin thế. Và cái ở đây thì chúng ta xem. Guy can swim 3 miles per hour for an extended period and the craft creeps about 1 miles per hour. How many hours this is spent swimming each day? Thì nếu như trường hợp ở đây giả sử Guy có thể bơi 3 dặm trong 1 giờ. Đây anh này anh bơi 3 dặm trong 1 giờ, tức là thông tin này ta lấy được 3 dặm trong 1 giờ, tức là vận tốc ấy. For extended periods, cho một cái khoảng thời gian kéo dài. Và craft drifts có nghĩa là trôi trên bè, drift chúng ta động từ drift chúng ta là trôi ha, trôi cái bè nó trôi nè. Độ khoảng là 1 dặm 1 giờ, tức là cái vận tốc của chiếc bè chúng ta là 1 dặm. Tức là vận tốc người bơi, tức là của gai là 3 dặm, mà vận tốc của bè là 1 dặm. Và câu hỏi đặt ra là anh ta sẽ bơi được bao nhiêu giờ
tức là anh ta spend swimming, tức là bơi được bao nhiêu giờ mỗi ngày. Ở đây thì cái đơn vị tính chúng ta là theo giờ, như vậy là mỗi ngày thì chúng ta phải đổi nó ra là 24 giờ, hay là 24 giờ đây. Như vậy thì chúng ta thấy cái câu hỏi đặt ra là cái số giờ chúng ta đấy, thì cái số giờ chúng ta là không biết. Rồi cái số giờ là cái số giờ bơi đấy, tức là swimming. Mà ở đây nó có hai hai cái để chúng ta cùng đi đến đích đấy, là anh ta đi đến đích ấy, là anh ta phải đi bơi được 44 dặm, tức là anh ta lấy cái thông tin 44 dặm từ bên này, 44 dặm ở đây ha, anh ta lấy được cái thông tin là 44 dặm và một ngày, tức là 24 giờ, tức là anh ta đi trong 24 giờ. Và cái chuyện để thực hiện cho cái hành động đó thì anh ta có vừa bơi và vừa vừa thả theo bè. Thế là anh ta có hai cái biến, một cái biến là anh ta bơi và một cái biến thứ hai nữa là cái biến là thả thả bè, là thả trôi theo bè. Như vậy thì chúng ta sẽ có cái phát biểu bằng lời như sau: You have information about the amount of time spent swimming and floating. Tức là chúng ta có cái thông tin về cái khoảng thời gian bơi này là swimming ha, và cái thời gian thả trôi là cái floating. You also know the rate and total distance traveled. Và chúng ta cũng biết về cái vận tốc. Ở đây thì cái vận tốc nó có hai cái vận tốc nha. Cái vận tốc bơi là 3 dặm trên giờ, chúng ta lấy được cái thông tin từ trên đó. Và cái vận tốc thứ hai nữa là cái vận tốc của chiếc bè, tức là thả trôi theo bè là 1 dặm cho 1 giờ, cái vận tốc ta biết rồi. Và cái total distance traveled, tức là cái khoảng cách, tức là khoảng cách chúng ta đã đi. Mà cái khoảng cách chúng ta sẽ đi trong một ngày đó, nó sẽ là 44 dặm. Tức là chúng ta lấy cái thông tin từ bên trước đó, là 44 dặm. Ok. Như vậy thì chúng ta có những cái thông tin này rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta đặt biến. Cái biến thứ nhất là chúng ta nói về cái anh ta bơi được bao nhiêu. Thì ở đây là cái câu hỏi người ta đấy. Người ta đặt ra là swim. Thì cái cách là đặt là S là cái ký tự đầu của swim này. Và cái plotting là thả trôi theo bè, thả trôi là cái plotting thì người ta sẽ đặt ra cái biến f. Như vậy thì xác định cái biến thì chúng ta có let s equals the number of hours guy swam, tức là s được gọi là cái số giờ mà guy đã bơi, and let f is the number of hours he floated each day, và cái f là cái số giờ mà anh ta thả trôi mỗi ngày. Write the system equations for represent the situation. Tức là chúng ta sẽ viết cái hệ phương trình để biểu diễn cho cái tình huống này. Nhớ là cái tình huống này thì chúng ta có hai cái trường hợp là bơi và trường hợp là thả theo, trôi theo dòng. The number of hours swimming là chúng ta có rồi cái S nè, đó là. Rồi cái number of hours floating ta là F. Khi mà cái thời gian bơi và cái thời gian mà chúng ta cộng cho cái thời gian thả trôi đấy thì nó sẽ bằng đúng một ngày, nên ta là XD nè. Do đó thì nó sẽ bằng đúng là total number of hours đây, tức là bằng 24. Rồi chúng ta xác định cái phương trình thứ hai là ta lấy cái vận tốc mà ta nhân cho cái bơi ha, cái vận tốc anh ta là 3 dặm mà để dành cho cái bơi ở đây là cái biến biến S ha, là số giờ để anh ta bơi. Như vậy thì có nghĩa là 3 mà nhân cho S thì chúng ta sẽ ra được cái quãng đường, đó là cái quãng đường mà anh ta bơi, rồi cộng thêm cho cái quãng đường mà anh ta thả trôi theo bè, tức là anh ta có 1 dặm cho 1 giờ mà ta nhân cho cái số giờ mà anh ta thả trôi, thì hai cái đại lượng này nó cộng lại với nhau nó sẽ bằng đúng cái số dặm mà anh ta đã thực hiện trong một ngày là 44 dặm. Tức là cái the Daily Mail Travel Square Mile mà ta plus với là cái Daily Mail Travel Floating thì nó sẽ bằng the total mail travel a day, tức là 44 đấy. Như vậy thì có nghĩa là chúng ta đã xác định được hai cái phương trình. À, hai cái phương trình thì hai cái phương trình ta xác định rồi, được rồi thì bằng cách là ta dùng cái phương pháp là graphing, là chúng ta vẽ nó trên cái mặt phẳng tọa độ.
graph the equation s plus f plus s equal 74 and 3s plus s equal 44 bằng cách là chúng ta vẽ cái đồ thị của hai phương trình này nó trên cái mặt phẳng tọa độ. Thì ta thấy cái đồ thị nó nằm phía bên tay phải đó. Thì hai cái đồ thị này nó cắt nhau tại cái một cái điểm mà ta nhìn trên mắt thường thì người ta có thể đoán nó ra là khoảng cái tọa độ cái S chúng ta sẽ bằng 10 và F chúng ta sẽ bằng 14. Đó là the graphs appear to intersect at the point where the coordinates 10 is 14. Nhớ đây ta dùng cái chữ appear, nó nghĩa là ta sẽ đoán đó, nó dường như là nó cắt nhau tại cái điểm có tọa độ là 10 và 14. Thế bây giờ để xem nó có chính xác hay không thì người ta sẽ check this estimate by replacing S with 10 and S with 14 in its equation. Là bằng cách là người ta thay thế cái S bằng 10 và F bằng 14 vào cái mỗi cái hệ phương trình. Và khi ta thay thế vô thì ta thấy nó thỏa mãn được cái phương trình thứ nhất là S cộng F bằng 24. Và cái phương trình thứ hai chúng ta là 3S plus F bằng 44. Chúng ta thấy nó đúng. Như vậy thì người ta kết luận là Guy Delis spent about 10 hours swimming each day. Như vậy thì người ta nói là Guy Delis bơi 10 giờ cho mỗi ngày. Nhớ là đây ta có hai biến, nhưng mà cái câu hỏi người ta chỉ hỏi là cái thời gian bơi của cái Dallas thôi, tức là Dallas bơi thì nó là 10 giờ, nhưng mà trôi đó là bao nhiêu, là 14 giờ. Tức là cái thời gian nghỉ để thả trôi theo dòng nước là 14 giờ, thời gian bơi chỉ có 10 giờ thôi. Ok, như vậy thì chúng ta xong cái bài học. Qua đây thì chúng ta sẽ kiểm tra về cái check for understanding, là chúng ta kiểm tra về cái tính hiểu bài. Rồi chúng ta sẽ nói về thứ nhất là cái open ended, là cái câu hỏi mở ha. Graph describes a system of equations that has one solution at negatives 2 and 3. Chúng ta vẽ đồ thị của cái hệ phương trình mà nó cắt nhau tại cái một điểm là trừ 2 và 3. Thì ở đây thì chúng ta sẽ vẽ sơ sài thôi ha. Thì cái hệ phương trình chúng ta nó sẽ cắt nhau tại điểm 2 và trừ 3 thì chúng ta sẽ chấm cái tọa độ 2 và trừ 3 trước. Nên giả sử chúng ta đã có 2, trừ 2, trừ 2 là x chúng ta bằng trừ 2 đây. Và cộng 3 là trên đây, 1, 2, 3 đây. Đây chúng ta vẽ bất kỳ hai cái đường thẳng nào nó đi qua hai cái điểm này. Tức là chúng ta có cái điểm thứ nhất đây và điểm thứ hai đây, là đồ thị chúng ta là đây. Người ta không yêu cầu chúng ta xác định, nhớ là người ta không yêu cầu chúng ta xác định cái hai phương trình. Chúng ta chỉ vẽ bình thường thôi. Và nhớ là giao điểm của nó tại hai cái vị trí có tọa độ là trừ 2, 3 thôi. Để xem cái câu số 2. Determines whether a system of equations with 0, 0 and 2, 2 is a solution sometimes, always, or never has a other solution at plan. Ta xác định liệu xem cái một cái hệ phương trình mà có hai cái điểm là góc tọa độ 0, 0 đó và 2, 2 nó là một là nghiệm. Thì xác định đó là sometimes, tức là đôi khi là luôn luôn, always luôn, hay là không bao giờ nó có cái nghiệm nào khác nữa, để giải thích cái lý do tại sao như vậy. Ở đây thì chúng ta nhắc lại cái bài học chúng ta chỗ cái key concept này chúng ta có nói đó, thì cái hệ phương trình tương tính chúng ta đó, hoặc là nó sẽ là vô nghiệm, hoặc là nó sẽ có một nghiệm, và cái trường hợp thứ ba nó là vô số nghiệm. Thì ở đây thì chúng ta thấy là nó có hai nghiệm. À, ta nói là nó có hai nghiệm là 0,0 và 2,2. Như vậy ta hỏi có nghiệm khác không thì ta nói chắc chắn là nó có rồi. Thế nào? Nó có hai nghiệm là có nghĩa là nó sẽ có vô số nghiệm. Như vậy thì cái câu hỏi thì người ta đặt ra thì ta bỏ chữ sometime đi. À, ta bỏ cái sometime. Rồi never.
thì chúng ta bỏ cái never. Ta nói là always. Always has the solution. Giải thích là lý do tại sao, thì chúng ta sẽ giải thích là cái hệ phương trình chúng ta là luôn luôn chúng ta là có một không một hoặc là vô số. Thì trong trường hợp này thì cái solution chúng ta là có vô số. Mà cụ thể luôn thì chúng ta thấy nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái phương trình y bằng x. Thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có, nó qua góc tọa độ là 1 và nó qua cái điểm 22, tức có nghĩa là hai cái điểm này sẽ đối xứng giữa x và y và đối xứng. Giờ chúng ta có thể giải thích là cái solution set chúng ta đó, cái tập nghiệm chúng ta nó chính là y bằng x, nên nó chính là cái tập nghiệm chúng ta đó. Rồi ta xem cái câu thứ ba. Find a counterexample for following statement. Tìm cái phản ví dụ, đó là counterexample, chúng ta là cái phản ví dụ ha. Tìm cái phản ví dụ cho cái phát biểu sau đây. If the graph of two linear equations have the same slope, then the system of equations have solution. Nếu như trường hợp mà cái đồ thị của hai phương trình tương tính chúng ta có nó cùng có hệ số gốc á, thì cái hệ phương trình chúng ta sẽ là vô nghiệm. Thì ở đây thì chúng ta sẽ cũng nhắc là nếu mà trường hợp hai cái phương trình mà nó có cùng hệ số gốc thì cái hai phương trình đó nó là song song với nhau hoặc là trùng nhau, đó là hoặc là parallel hoặc là coincide. Trường hợp nó là parallel á, nếu như trường hợp cái y intercept của nó là khác nhau, còn trường hợp nó vừa trùng cái slope mà nó vừa trùng cái y intercept nữa thì nó sẽ là coincide. Đó là ở đây thì người ta đưa ra một cái phản ví dụ cho cái phát biểu bên dưới, tức là một cái phát biểu bên dưới chúng ta là một phát biểu đúng nhưng mà nó chưa đầy đủ. Nhớ là một phát biểu đúng mà nó chưa đầy đủ, nên nó có cái trường hợp là nó trùng nhau thì nó sẽ bị sai, và nó trúng cho mọi trường hợp là cái y intercept chúng ta là khác nhau ha. Rồi ở đây thì chúng ta có thể đưa ra một cái phản ví dụ như sau. Thì nó tức là đại khái là nó sẽ có cùng cái y intercept, xin lỗi, nó có cùng slope ha. Chúng ta có thể đưa ra cái hệ phương trình là x trừ y nè. X trừ y chúng ta sẽ bằng 1 đi. Nào, phương trình thứ nhất x trừ y bằng 1. Nó xóa đây đi. X trừ y bằng 1 nè. Rồi chúng ta nhân cho cái hệ số 2 nữa là chúng ta có là 2x minus y equal to. Nếu mà trường hợp chúng ta đơn giản đi đó, nếu chúng ta đơn giản cái phương trình thứ hai cho 2 thì nó sẽ trùng với cái phương trình thứ nhất. Và chúng ta thấy là nó có the same slope nè. Cái hệ này nè, nó là x has slope of 1 ha. Nó có một cái, nó có hệ số gốc là 1. Nhưng mà nó sẽ có vô số nghiệm. Và suy ra nó sẽ but it has infinitely infinitely many solution. Many solution ha. Lý do tại sao? Lý do là chúng ta thấy là the two graphs coincide. Hai cái này là trùng nhau. Nên ta cho cái phản ví dụ thì nó sẽ đưa đến cái phát biểu của phía trên nó sai. Rồi chúng ta qua cái phần tiếp theo là guide the spreaders yield the graph at the right to determine whether its system has true solution
one solutions or infinitely many solutions. Ta dùng cái đồ thị ở phía bên tay phải đó để xác định điều xem cái mỗi cái hệ phương trình đó nó có nghiệm là nó không có nghiệm hoặc là có một nghiệm hoặc là có vô số nghiệm. Rồi chúng ta xem cái thứ tư. Thì cái phương trình thứ tư thì chúng ta có cái phương trình thứ nhất là chúng ta có y trừ y bằng x trừ 4. Đây là cái y bằng x trừ 4, đây là cái phương trình thứ nhất chúng ta đây. Và cái phương trình thứ hai là 1 phần 3 x trừ 2. Đây, cái phương trình đây là 1 phần 3 x trừ 2 đây. Dạ, hai này nó giao nhau tại một điểm. Như vậy thì người ta yêu cầu chúng ta là gì? Xác định liệu xem nó có là có nghiệm hay là có một nghiệm hay là vô số nghiệm. Đây đây người ta không yêu cầu chúng ta chỉ ra nghiệm nha. Do đó thì chúng ta chỉ xác định là one solution thôi. Đây, kết luận ở đây là one solution. Rồi, cái số 5. 1 phần 3 x cộng 2. 1 phần 3 x cộng 2 là của cái phương trình thứ nhất đây. Cái phương trình thứ nhất là 1 phần 3 x cộng 2 đây. Rồi, phương trình thứ hai là 1 phần 3 x trừ 2. 1 phần 3 x trừ 2 là cái phương trình bên dưới này đây. Đây là phương trình này và đây là phương trình này đây. Thì ta thấy hai phương trình này nó là parallel với nhau. Lý do là nó có cùng hệ số gốc, nhưng mà nó khác cái tung độ gốc. Cái tung độ gốc là một cái bằng cộng 2, cái trừ 2. Do đó ta sẽ là no solution. Đây, phương trình này là vô nghiệm. Rồi số 6, cái hệ phương trình số 6 thì chúng ta sẽ có là x trừ y bằng 4 và y bằng x trừ 4. Thì ta viết cái phương trình này chúng ta có thể viết lại nè. Cái phương trình thứ nhất chúng ta có thể viết lại bằng cách là chúng ta chuyển cái y nó qua bên tay phải đi. Và chúng ta sẽ có bên này sẽ là x trừ cho 4 đây. Thì chúng ta thấy rõ ràng là hai cái phương trình này nó trùng nhau. Nó là coincide. Do đó ta nói là cái phương trình này nó có many solution. Đây là many solution ha. Có vô số nghiệm. Rồi chúng ta xem cái số 7. Rồi cái x trừ y bằng 4. Đây x trừ y bằng 4 đây. Đây x trừ y bằng 4 đây. Và 1 trừ 1 3 x cộng 4. Trừ 1 3 x cộng 4 là trên này. Đây. Giờ chúng ta thấy hai cái anh này nó sẽ cắt nhau lại rồi. Nó cắt nhau tại một điểm. Đây nó cắt nhau tại điểm này nè. Giờ đó chúng ta sẽ là one solution. Ok. Graph is system equations. Chúng ta vẽ đồ thị của cái mỗi cái hệ phương trình. Then determines whether the system has no solution, one solution, or infinitely many solutions. Rồi sau đó chúng ta xác định liệu xem cái hệ này nó vô nghiệm, một nghiệm hay là cái vô số nghiệm. If the system has one solution, name it. Thế là nếu như trường hợp mà nó có hệ này nó có một nghiệm thì hãy chỉ ra cái nghiệm đó. Rồi chúng ta xem cái số 8. Về vấn đề còn lại là chúng ta vẽ, thì ở đây nó không có chỗ để chúng ta để vẽ ha. Thì ra chúng ta sẽ cái trường hợp graph thì chúng ta bỏ qua. Ở đây chúng ta sẽ xác định là xem nó có nghiệm hay không. Thì ở đây thì ta có thể xác định cái nghiệm của nó như sau. Thì ở đây thì rõ ràng là ta thấy cái nghiệm thứ nhất là cái x nó bằng 0, x bằng 0 thì y bằng 0 đó, đều thỏa mãn cho hai phương trình. Do đó ta đặt ta chỉ ra cái nghiệm đó là 0 0. Ok. Rồi chúng ta xem cái ví dụ thứ cái bài tập số 9 á. Ở đây ta có thể xác định được cái x chúng ta sẽ bằng đây là cộng lại thì chúng ta sẽ có đây là 5. À, là có x bằng 5. 5 ta thế vô thì chúng ta là 5 thì sẽ là 5 trừ cho 2 thì nó là 3. Thì vậy thì nghiệm nó là 5 3, tức là nó có một nghiệm đấy. Ở đây thì ta nói là nó có một nghiệm ha, giờ ta chỉ ra cái nghiệm luôn.
Rồi cái trường hợp 10 nè. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể là simplify nữa, bằng cách là ta chia cái phương trình thứ nhất cho 2 thì trên nó sẽ còn lại là x nè cộng cho 2y bằng 1. Bên dưới ta chia cho 3 đi thì ta có là x cộng cho 2y lại bằng 1. Hai cái phương trình này nó giống nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ nói là nó có many solution. Many solution. Nó có cuộc số nghiệm. Làm số 11. Ở đây thì chúng ta có x cộng y bằng 4 và cái x cộng y bằng bằng 1. Như vậy thì slope nó sẽ bằng nhau. Nó trùng về slope như cái y intercept chúng ta là một cái bằng 4 và một cái bằng 1. Do đó thì chúng ta thấy là cái hai cái đường thẳng này nó sẽ song song với nhau. Do đó thì chúng ta sẽ nó là parallel ha. Do đó chúng ta sẽ là no solution. Nên nó không có nghiệm. Ra làm cái câu số 12. Ở đây thì chúng ta có thể là đơn giản không được ha. Ta x bằng y bằng ta có thể thay thế vô thì nó sẽ là thích chấm này là bằng 3 nè. Có thể bằng 3 y bằng 1. X bằng 3 thì y bằng 3 thì 2 này bằng 1. Ta thế vô hai phương trình thì ta thấy đều thỏa mãn hết. Như vậy thì chúng ta có một nghiệm 31 13. Tương tự như vậy thì chúng ta có thể dùng cái thay thế vô. Thì chúng ta có thể thấy được cái nghiệm đầu tiên chúng ta sẽ là negative one này, là x bằng negative one. Đây, negative one mình ta thay thế vô đây thì nó sẽ là 2 plus 1 nó bằng 3 3. Như vậy thì chúng ta có cái nghiệm là trừ 1 3. Chúng ta thấy vô ta thấy thỏa mãn cả hai phương trình ha. Như vậy nó chỉ có một nghiệm thôi. Ok, ta qua cái câu số 14. Nói về cái restaurant. Nói về cái nhà hàng. The Roger families and Wong families went to a brunch buffet. Buffet, ta đọc là buffet. Buffet là cái ăn buffet chúng ta đó, hay là ăn tự chọn đó. Cái gia đình Roger và cái gia đình Wong này nè rủ nhau đi ăn cái brunch. Brunch ở đây thì ta hiểu đó là cái buổi ăn sáng mà muộn. Thì nó không ra buổi ăn sáng mà nó cũng không ra cái buổi ăn trưa, tức là cái buổi ăn mà này nó nằm ở trong cái khoảng giờ ăn sáng và giờ ăn trưa, tức là nó đầu khoảng 10 giờ đấy. Thì ta gọi nó là cái buổi sáng muộn hoặc là cái buổi trưa sớm. Cái ta gọi là cái brunch. Buffet là ta biết rồi ha, cái ăn buffet hoặc là ăn tự chọn. The restaurant charges one price for adults and another price for children. Cái nhà hàng này nó tính một giá cho cái người lớn và cái giá khác cho cái trẻ em. The Roger families had two adults and three children. And their bills were $40.50. Cái gia đình Roger có hai người lớn và ba trẻ em. Và cái bill tính tiền, tức là cái hóa đơn tính tiền của cái gia đình này là 40 đồng 40 đô 50 xu. The Wong family has three adults and one child. And their bills were $38. Cái gia đình Wong này có ba người lớn và một trẻ em. Và cái hóa đơn tính tiền là 38 đô. Determines the price of the buffet or the adult at the price of a child. Chúng ta xác định liệu xem xác định cái giá mà ăn buffet cho cái người lớn, cho một cái người lớn ha, và cái giá buffet cho cái một trẻ em. Rồi rồi tôi nhắc lại cái hai cái gia đình này, tức là hai cái gia đình Rochester và cái Wong này rủ nhau đi ăn cái brunch là cái ăn sáng muộn đó.
Thì mỗi gia đình thì cái số người cái giá thì tính khác nhau cho người lớn và trẻ em ha. Như vậy thì cái giá mà cho trẻ em và người lớn thì chúng ta không biết, giờ nên chúng ta xác định xem cái giá trẻ em và người lớn là bao nhiêu. Thì cái nào chúng ta không biết thì chúng ta đặt nó là biến. Thì ta gọi x là cái giá cho cái giá buffet cho người lớn đi. Đây là x nè, ta đặt này là x nè. Và price for a child chúng ta gọi nó là y. Ta đặt là let x be the price of the buffet for adult and y be the price of the buffet for a child. Okay. Thế bây giờ chúng ta thấy cái gia đình của Roger chúng ta đó thì gia đình này có hai người lớn, chúng ta xác định cái gia đình này có hai người lớn nè. Đây chúng ta có là hai người lớn và ba trẻ em. Đó là chúng ta sẽ có 2x rồi ta plus 3y, đó là 3y ha. Thì cái gia đình này trả là 40 đồng 50 xu, như vậy thì nó sẽ bằng là 40.5. Ok. Còn cái gia đình Wong thì có ba người lớn, thế là chúng ta sẽ là 3x, ba người lớn nè. Và có bao nhiêu trẻ em? Đây có một trẻ em thôi, vậy ta còn chữ y nè, nó sẽ bằng là trả bao nhiêu tiền? 38 đồng. Đây trả có 38 thôi. Như vậy thì chúng ta xác định đây là cái hệ phương trình. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái hệ phương trình này bằng cái phương pháp đồ thị ha. Thì để giải bằng phương pháp đồ thị thì đương nhiên là chúng ta phải vẽ cái đồ thị này ra. Thì ở đây thì chúng ta có thể tính nhẩm thôi. Thì ta thấy có thể là x chúng ta sẽ bằng là 10.5. Đây ta vẽ ra đây là 10.5 nè. Còn cái y chúng ta sẽ là 6.5. Đây ta có thể suy ra được cái solution đó là như vậy. Thì chúng ta thấy cái giá cho cái người lớn ăn buffet là 10 đồng 50 xu, tức là 10 đô 50 xu, và cho trẻ em là 6 đồng 50 xu. Như vậy thì chúng ta thấy là the price of buffet cho cái adult là 10 đồng 50 xu. Tức là 10 đồng. Đây ta có thể kết luận ở đây là 10 đồng 50 xu ha. Per adult. Rồi. And 6 and 50 cents và chào. Ok. Rồi chúng ta sẽ quay lại cái đầu bài học để chúng ta ôn lại. Rồi cái bài học hôm nay thì chúng ta sẽ nói về các graphing six equations. Chúng ta là vẽ đồ thị của cái hệ phương trình tuyến tính. Thì ở đây thì chúng ta nhớ là chúng ta cái mục tiêu thứ nhất chúng ta vừa đạt được là chúng ta xác định được cái hệ phương trình tuyến tính, liệu xem nó có nghiệm hay không, hoặc là nó sẽ không có nghiệm, có một nghiệm, hoặc là chúng ta sẽ có vô số nghiệm. Và chúng ta cũng nhớ là cái hệ phương trình tuyến tính á, khi mà chúng ta xác định rồi đó thì nó có thể là nó không có nghiệm. Nó không có nghiệm trong trường hợp là hai cái phương trình chúng ta nó song song với nhau thì nó sẽ không có nghiệm. Còn trường hợp mà nó cắt nhau tại một điểm thì cái điểm đó chúng ta sẽ gọi nó là có một nghiệm. Và không có trường hợp là có chỉ duy nhất hai nghiệm nha, nó không có nghiệm, một nghiệm hoặc là vô số nghiệm, thì ta gọi là cái infinitely many solutions. Thì trong trường hợp mà nó có vô số nghiệm có nghĩa là hai cái phương trình nó sẽ trùng với nhau. Thế là ta gọi nó là cái coincide đó. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta giải cái hệ phương trình bằng cách là ta dùng cái đồ thị. Thì ở đây thì chúng ta sẽ vẽ hai cái phương trình, tức là vẽ đồ thị của hai cái phương trình vào trong cái cùng một cái mặt phẳng tọa độ, tức là coordinate plane. Thì vẽ lên đó thì chúng ta sẽ thấy nếu như trường hợp nó giao nhau tại một điểm thì chúng ta nói là nó có nghiệm, trường hợp mà nó không giao nhau tức là nó song song thì chúng ta gọi là vô nghiệm. Còn trường hợp nó trùng nhau thì chúng ta sẽ gọi là có vô số nghiệm.
Ờ, tương tự như vậy thì chúng ta có cái phần ngữ pháp là cái vocabulary. Thì chúng ta có cái ngữ pháp của cái bài học này, nó sẽ gồm có là system of equations, tức là hệ phương trình. Thì thông thường ở đây thì chúng ta sẽ nói là cái hệ phương trình tuyến tính nha, system of equations. Thì cái từ, cái thuật ngữ đó, cái terminology là cái thuật ngữ về cái consistent. Cái consistent này là có nghĩa là có nghiệm. Đây là có nghĩa là theo cái thuật ngữ của bên toán thì chúng ta gọi là có nghiệm, nhưng mà cái consistent này nó không có nghĩa là có, thông thường thì nó có cái nghĩa khác ha. Còn cái consistent là không có nghiệm, hay còn gọi là vô nghiệm nha. Nhớ đây là người ta gọi là nó vô nghiệm, gọi là có nghiệm hay là vô nghiệm. Và nhớ là khi mà cái có cái consistent á thì chúng ta sẽ có cái khái niệm tiếp theo, nó là independent. Đây, nó có khái niệm là khi mà có nghiệm thì nó có thể là cái independent. Trong trường hợp này nó có nghiệm mà nó có một nghiệm thôi, nó có one solution thì ta gọi nó là cái hai cái phương trình, chúng ta gọi là cái independent, tức là độc lập. Ở đây nó có nghĩa là độc lập tuyến tính luôn đấy. Rồi, còn trường hợp mà nó có vô số nghiệm thì chúng ta có cái khái niệm tiếp theo, nó là cái dependence, nó là phụ thuộc ha. Thì trường hợp là one, còn cái này là infinitely. Many solution. Trong hợp này nó có vô số nghiệm thì ta gọi là hai cái phương trình này ta gọi là dependence, tức là phụ thuộc tuyến tính. Còn cái independence chúng ta gọi là độc lập tuyến tính. Ok. Cái bài học hôm nay chúng ta là chấm dứt, và sẽ hẹn gặp lại các em trong cái bài học tiếp theo. Thân ái chào các em.